Tiên công khai vật chương 176, như thế, ước định đạt thành hai Vừa chạy ra không bao lâu, trụ sở của bang phái liền sôi trào. Có người vượt ngục. Tên nhóc kia biến mất rồi. Mau đuổi theo, bọn chúng mới trốn chưa lâu, chắc chắn chưa thể đi xa. Giữa những tiếng la hét, Tôn Linh Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc, là của hai tên thủ vệ trong coi hắn. Hắn nhìn về phía Ninh Chuyết, gằn giọng, ngươi dùng mê hương mộ vân hợp mà ta đưa cho. Tại sao chúng không chết? Ninh Chuyết cúi đầu, lý nhí, ta, ta sợ. Sợ bọn họ chết, cho nên đã bọc thêm một lớp bùn bên ngoài mê hương rồi mới đốt. Mắt của Tôn Linh Đồng lập tức lộ ra lệ mang, bây giờ không phải lúc nói điều này, về nhà rồi ta sẽ dạy dỗ ngươi sau. Trải qua một phen thập tử nhất sinh, Tôn Linh Đồng tuy bị thương thêm, toàn thân đẫm máu, phải trả giá bằng một cái giá rất lớn, nhưng cuối cùng cũng được Ninh Chuyết đưa đến nơi an toàn. Ngươi sao rồi? Có bị thương không? Mau kiểm tra xem. Thần thức suy yếu của Tôn Linh Đồng lúc này thậm chí còn khó khăn lắm mới phát ra được. Ninh Chuyết tự kiểm tra một lượt, chỉ bị trầy xước nhẹ. Vậy là tốt rồi. Tôn Linh Đồng thở vào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt, cho Ninh Chuyết một cái bạt tai. Ngươi đúng là ngu ngốc. Tôn Linh Đồng mắng tiểu tôn ca ca, ta cứu huynh, sao huynh còn đánh ta? Ninh Chuyết ôm đầu, nhăn nhó, cảm thấy vô cùng tủi thân. Tại sao không giết hai tên kia? Giết chúng, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, có thể thông dong thoát thân. Không phải như vừa rồi, suýt chút nữa thì bị chúng chém chết. Ninh Chuyết bị mắng đến á khẩu, không nói nên lời. Là, là ta sai. Ninh Chuyết lấy từ trong túi trữ vật ra đang dược và băng vải, Tiểu tôn ca ca, huynh bớt giận, vết thương của huynh còn đang chảy máu. Một lát sau, tôn linh đồng ngồi dựa vào một gốc cây, ninh truyết cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Tiểu tôn ca ca, khoảng thời gian này, huynh hãy tìm nơi ẩn náu, dưỡng thương cho tốt. Là ta sai rồi. Kỳ thật, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, đợi đến khi thành vệ quân đến gây rối, bằng bản lĩnh của huynh, nhất định có thể nhân cơ hội trốn thoát ta đến cứu huynh, ngược lại còn khiến huynh gặp thêm phiền phức. Tôn Linh Đồng thở hắt ra một hơi, lửa giận cũng nguôi ngoai phần nào, lỗi lớn nhất của ngươi là lúc nên xuống tay thì lại nhân từ nương tay. Nếu gặp lại trường hợp tương tự, ngươi có dám chắc mình sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa không? Ninh Chuyết lộ vẻ do dự, cái này. Tôn Linh Đồng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Ánh sáng leo lét từ bó đuốc hắt bóng hai người xuống nền đất. Tôn Linh Đồng nhìn hai cái bóng dưới chân, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn bỗng nhiên nhận ra là ta đã bảo vệ tiểu thuyết quá mức. Nghĩ kỹ lại thì, khi ta sáu, bảy tuổi đã theo sư phụ đi giết người rồi. Kỳ thật, là ta sai rồi. Tiểu thuyết nó biết cái gì? Nó hiện tại mới 9 tuổi, nếu không phải hôm nay chuyện này đánh thức ta, ta sẽ còn tiếp tục sai lầm. Tôn Linh Đồng tự hỏi, tại sao mình lại sai đến mức này, Hắn nhớ đến sư phụ của mình. Khi hắn sáu, bảy tuổi, sư phụ từng xoa đầu hắn, hiếm khi lộ vẻ do dự, tiểu đồng, sư phụ không muốn con phải trải qua những chuyện như thế này. Nhưng sư phụ biết, con nhất định phải trải qua. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, con sẽ cảm thấy đau khổ, không thích nghi, nhưng sau này lớn lên, con sẽ hiểu. Tôn Linh Đồng kìm nén suy nghĩ, nhìn chầm chầm bóng dáng ninh chuyết, thầm nhũ, sư phụ, con hiểu rồi công linh đồng âm thầm lên kế hoạch hắn giả vờ muốn báo thù rủ rê ninh tuyết cùng hành động đi ám sát thành viên của bang phái thù địch trong lúc hành động hắn cố ý để lộ sơ hở giả vờ bị bắt đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ninh tuyết sập bẫy hắn ra tay trong lúc nguy cấp chém giết kẻ địch sau một hồi ngây người ninh tuyết nhìn tên địch đã bị giết chết dưới đất sắc mặt trắng bệch nôn thốc nôn tháo Tôn Linh Đồng ở bên cạnh vỗ về hắn. Nhìn Ninh Chuyết nôn đến khang cả nước mực, Tôn Linh Đồng cười nói, tiểu Chuyết à, ngươi còn kém xa ta năm đó. Ha ha ha. Ninh Chuyết mệt mỏi dựa vào tường, nhìn hai bàn tay dính đầy máu, ngẩn ngơ. Tôn Linh Đồng dọn dẹp chiến trường xong, dẫn hắn đến một con sông nhỏ. Lại đây, ta rửa tay cho. Ninh Chuyết như con rối gỗ, ngoan ngoãn để mặt Tôn Linh Đồng bài bố rửa được một lúc hắn mới sực tỉnh tiểu tôn ca ca huynh diễn kịch phải không kỳ thật lúc nãy ta sơ hở rất lớn tên kia có thể dễ dàng né tránh nhưng mà lúc đó hắn ta lại cứng đờ như bị điều khiển vậy tôn linh đồng khựng lại gật đầu thừa nhận từ là ta điều khiển cũng phải cảm ơn ngươi đã cho ta xem bí kíp cơ quan của mẫu thân ngươi để lại huynh ninh truyết tức giận tôn linh đồng cười hì hì ngươi muốn mắng hay muốn đánh ta đây? Ninh Chuyết á khẩu, cắn răng rụt tay về, hờn dỗi, tự ta rửa được. Tôn Linh Đồng lại hiếm khi kiên quyết, kéo tay hắn lại, tiếp tục rửa, đừng nhúc nhích. Lần đầu tiên, để ta rửa tay cho ngươi. Sư phụ ta cũng từng làm vậy. Nghe nhắc đến sư phụ, Ninh Chuyết khựng lại, không phản kháng nữa. Dưới ánh trăng, hai thiếu niên rửa tay bên bờ sông nhỏ trong tiên thành. Kỳ lạ là, người nhỏ lại đang chăm sóc người lớn hơn. Dòng nước đỏ ngầu chảy xuôi dòng, nhanh chóng bị pha loãng, khi chảy qua chiếc cầu đá cách đó 40 bước chân, đã gần như không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Tôn Linh Đồng bỗng lên tiếng, chúng ta là tu sĩ, tu sĩ chính là đang tranh mệnh. Tranh với người, tranh với trời. Trong ván cược này, thứ chúng ta đặt cược chính là mạng sống của mình. Hắn bị ngươi giết, chỉ là thua cuộc, linh hồn của hắn sẽ tái sinh dưới một hình thái khác, lại xuất hiện trên thế gian này. Còn chúng ta phải tiếp tục đặt cược. Mãi cho đến khi nào thu sạch sẽ. Tôn Linh Đồng nhìn hai bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ của Ninh Chuyết, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, tiểu tôn ca ca, ta biết huynh làm vậy là vì muốn tốt cho ta, ta sẽ ghi nhớ. Tôn Linh Đồng lắc đầu, ghi nhớ. Chưa đủ, mỗi lần ta ra ngoài ăn cắp vặt đều dặn dò ngươi trước nói với ngươi rằng có thể ta sẽ không về nữa có thể sẽ chết nếu đó là kết quả của ván cược mang tên sinh mệnh ta chấp nhận ta luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết dù cho nó có đến vào giây phút tiếp theo đó là giác ngộ của ta còn giác ngộ của ngươi đâu ninh chuyết chấn động kinh ngạc nhìn tôn linh đồng chưa bao giờ hắn cảm thấy thân hình nhỏ bé của tôn linh đồng lại cao lớn đến vậy tôn linh đồng tiếp tục nếu có một ngày ta chết đi đừng đau buồn vì ta tiểu thuyết nếu có một ngày ta rơi vào hiểm cảnh còn tuyệt vọng hơn cả lần này tuyệt đối không thể cứu vãn đừng ra tay cứu ta tiểu thuyết không đáng để đánh cược bằng cả hai mạng sống ngươi hiểu không ninh Chuyết mở miệng định nói nhưng tôn linh đồng lập tức ngắt lời nếu ngươi rơi vào hiểm cảnh ta cũng sẽ không cứu ngươi. Bởi vì ta muốn giữ lại mạng sống, tiếp tục đặt cược. Đương nhiên, nếu có cơ hội, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ngay bây giờ, chúng ta hãy ước định như vậy." Tôn Linh đồng giơ tay ra. Dưới ánh mắt kiên định của hắn, Ninh truyết Trần chừ một lát rồi cũng giơ tay lên. Ánh trăng bạc đổ xuống mặt sông, tạo thành vô số gợn sóng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ đang nhảy múa tán lá hai bên bờ sông xào xạc trong gió đêm chát hai bàn tay của hai đứa trẻ đứng bên bờ sông nhẹ nhàng chạm vào nhau ninh chuyết cúi đầu miếng chặt môi công linh đồng ngẩn mặt ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời hắn mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắt giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định như vậy ước định đã thành lập ngoài hỏa thị sơn một yêu thú to như núi há cái miệng rộng ngoác như chung máu lực hút kinh khủng bỗng chốc sinh ra, muốn nuốt chửng tất cả các tu sĩ phía trước. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một thanh thức tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, lao xuống như sao băng. Hoành, yêu thú chết thảm tại chỗ. Chu huyền tích từ trên cao đáp xuống. Các tu sĩ được cứu nhận ra chu huyền tích, vội vàng dập đầu quỳ lạy, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Chu huyền tích liếc nhìn bọn họ, hướng mắt về phía hỏa thị tiên thành, trong khoảng thời gian này, Tốt nhất chư vị nên tránh xa tiên thành. Đi mau. Thấy Chu Huyền Tích nghiêm nghị như vậy, đám tu sĩ không dám cãi lời, vân dạ rồi lui ra. Một bộ phận làm theo lời khuyên của Chu Huyền Tích, nhưng cũng có những kẻ vì chuyện quan trọng, vẫn quay trở lại tiên thành. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Chu Huyền Tích. Ông ta không khuyên can nữa, trong lòng nặng trĩu. Sau hai ngày thăm dò, ông ta đã xác định, đây là môn vị âm thầm thi pháp vận dụng thần thông tọa Sơn Quang, tạo thành một mảnh khí vận trường lấy bản thân môn vị làm trung tâm. Khí vận trường bao phủ toàn bộ núi Hỏa Thị, Dung Nham Tiên Cung và cả Hỏa Thị Tiên Thành. Không chỉ vậy, phạm vi khí vận trường còn đang mở rộng, khiến Chu Huyền Tích nhiều lần phải lùi ra ngoài. Những yêu thú bị bao phủ trong đó đều trở nên hung dữ, hiếu chiến, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đến những trận chém giết đẫm máu. Càng chứng kiến, lòng chu huyền tích càng lạnh lẽo mông vị mông vị ngồi ngay ngắn giữa mây khói lạnh lùng quan sát phong vân biến động bên ngoài tâm điểm chú ý của mông vị vẫn luôn là dung nham tiên cung trên đỉnh núi hỏa thị trận chiến công phòng thủ đã kéo dài nhiều ngày vô số yêu thú phun lửa không ngừng tấn công tiên cung bên trong tiên cung các loại cơ quan cạm bẫy cũng lớp lớp phòng ngự tạo thành tuyến phòng thủ kiên cố mông vị bỗng nhiên hít mắt bên ngoài tuyến phòng ngự của tiên cung một bóng người bất ngờ xuất hiện tốc độ cực nhanh muốn đột nhập vào bên trong yêu thú gần đó phát hiện ra liền tấn công kẻ thần bí kia ngay sau đó kẻ thần bí bộc phát khí tức kim đan thi triển hàng khí lạnh thấu xương đánh tan một mảng lớn yêu thú thuận lợi tiến vào tiên cung các loại cơ quan cạm bẫy trong tiên cung dường như không hề có ý định tấn công kẻ thần bí kia a à, băng tâm quyết là kim đan của ninh gia mông vị nhận ra bốn vị kim đan của chu gia và trịnh gia đã đặt cược vào trận chiến này vậy mà kim đan lão tổ của ninh gia lại thừa cơ lẻn vào tiên cung mông vị cười lạnh kim đan của ninh gia am hiểu cơ quan thuật có thể lẻn vào tiên cung đây là chuyện chưa từng phát hiện ra trước đây theo như lời ninh gia bọn họ mới phát hiện ra dung nham tiên cung trong năm nay lời này là thật sao có thể là kim đan lão tổ của ninh gia đã đột phá trong cơ quan thuật vào năm nay, đạt đến trình độ có thể tiến vào tiên cung. Cũng có thể hắn ta đã âm thầm lẻn vào tiên cung từ lâu, những gì ninh gia thể hiện ra bên ngoài chỉ là một màn kịch. Hắn ta có phải là tên ma tu bí ẩn kia không? Mông vị nhìn chầm chầm vào lão tổ ninh gia, tay không ngừng xoa hai viên hạch đào. Hai viên hạch đào ma sát vào nhau, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Trên bề mặt chúng, thi thoảng lại hiện lên một vòng phù văn phức tạp tin tức mới nhất truyền đến tay ninh chuyết có người bị yêu thú truy sát ở ngoài hỏa thị sơn may mắn được chu huyền tích cứu chu huyền tích ở bên ngoài ninh chuyết cho mày tin tức này đã đánh tan suy đoán trước đó của hắn hắn vốn cho rằng kẻ giam cầm tôn linh đồng chính là chu huyền tích dù sao trước đó chu huyền tích đã công khai chất vấn tôn linh đồng bị đối phương khóc lóc vật vả một hồi rồi đuổi đi. Trên thực tế, đây không phải là cách hành xử của Chu Huyền Tích. Nếu không phải ông ta, vậy thì ai có thể gây ra rắc rối lớn như vậy cho tôn lão đại? Ninh Chuyết đã sống ở đây 16 năm, đối với từng nhân vật quan trọng, thế lực trong tiên thành hỏa thị đều rõ như lòng bàn tay. Tôn Linh Đồng là trúc cơ đỉnh phong, trưởng quản chợ đen nhiều năm, kẻ có thế lực có thể ra tay với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hàng minh một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ninh triết hắn nghĩ đến nữ ma tu bị giam cầm hoàn toàn có khả năng này từ khi ninh triết thể hiện thực lực trước mặt mọi người hắn đã không còn tự do hành động như trước sau lần ba nhà khảo thí hắn chưa từng gặp lại hàn minh ngay cả lần bổ linh cho viên đại thắng cũng là điều khiển kim huyết chiến viên đại thắng làm lần đó ta dường như đã nghe thấy tiếng kêu cứu của hàn minh từ trong địa lao hiện tại Ninh Chuyết cũng khó mà hành động tự do. Muốn viên đại thắng đi xem sao? Ninh Chuyết lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Chuyện liên quan đến Bảo Cừu đã truyền ra rất ồn ào. Bọn chúng sắp ra tay rồi, vào thời điểm mấu chốt này, nếu Ninh Chuyết điều viên đại thắng đi, bỏ lỡ cơ hội bảo vệ viên nhị, vậy phải làm sao, nhìn thì có vẻ như hai lựa chọn, nhưng thực tế chỉ có một. Ninh Chuyết bình tĩnh phân tích, nếu thật sự là hàng minh được cứu, khiến tôn lão đại rơi vào hiểm cảnh. Vậy thì bọn họ rất có thể đã bố trí cạm bẫy ở địa lao. Ta điều viên đại thắng đến đó, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Việc này không thể làm. Ninh Chuyết lựa chọn án binh bất động, tập trung chú ý đến viên đại thắng. Hành động của Bảo Cừu đến sớm hơn dự đoán của Ninh Chuyết rất nhiều. Màn đêm buông xuống, trăng sao thưa thớt. Thông qua viên đại thắng đang ẩn nấp, Đinh Chuyết nhanh chóng phát hiện ra nhóm người của Bảo Cừu đang len lỏi trong trụ sở của hầu đầu bang. Viên nhị lúc này đang rút trong khu vực trung tâm nhất của trụ sở. Tuy nhiên, tuyến phòng thủ xung quanh hắn ta đã bị đám trưởng lão bất mãn thao túng, liên tục điều động, tạo thành rất nhiều lỗ hổng lớn. Nhóm người Bảo Cừu được chỉ điểm, dễ dàng tiến đến bên ngoài nơi ở của viên nhị mà không kinh động đến bất kỳ lính canh nào. Mãi đến khi có người phá cửa sổ, kích hoạt phù lục, phát động ám sát viên nhị mới kịp phản ứng có người có thích khách có thích khách viên nhị vừa hét lớn vừa điên cuồng thúc giục trận pháp trong phòng trận pháp chỉ chống đỡ được vài nhịp thở liền bị nhóm người bảo cừu phá vỡ rõ ràng nội ứng đã xâm nhập vào cả khu vực hạch tâm nhất cha mẹ con trai hôm nay báo thù cho hai người đây bảo cừu thấy hành tung đã bại lộ ngửa mặt gầm lên dẫn đầu xông vào nhóm người phía sau cũng không chút do dự theo sát phía sau bên cạnh viên nhị vẫn còn mấy tên thuộc hạ gia tướng lúc này liền tạo thành tuyến phòng thủ cản trở thích khách nhóm người bảo cừu chuẩn bị rất kỹ lưỡng chỉ trong chớp mắt đã đột phá tuyến phòng thủ đánh tới trước mặt viên nhị viên nhị vừa chống trả vừa chạy trốn đồ vô dụng ninh chuyết lạnh lùng quan sát viên nhị đã bị dọa cho hồn vía lên mây cúng cùng chạy trốn điều này khiến bố trí phòng ngự bên hắn ta càng thêm hỗn loạn, sĩ khí thuộc hạ giảm mạnh. Viên đại thắng đã sớm nóng lòng muốn thử. Ninh Chuyết thầm ra lệnh, đi thôi. Thụ võ đấu viên đại thắng gầm lên một tiếng, lao ra chặn đường bảo cừu. Viên nhị vô cùng kinh ngạc, hầu thúc. Chiến lực của viên đại thắng vô cùng mạnh mẽ, chỉ sau vài chiêu đã đánh cho bảo cừu liên tục bại lui. Mấy tên tu sĩ muốn bao vây viên đại thắng lại bị nó dễ dàng thoát khỏi vòng vây, ngang nhiên chém giết. Cuối cùng, khi đám người hầu đầu bang chạy đến, viên đại thắng đã kết thúc trận chiến. Phần lớn thích khách bỏ mạng, chỉ còn bảo cừu là sống sót, nhưng cũng bị thương rất nặng. Viên nhị ngẩng cao đầu, tưởng ngực đi đến trước mặt bảo cừu. Bảo cừu bị đám người khống chế, chỉ có thể quỳ gối. Cha ngươi không bằng cha ta, bị giết. Bây giờ, ngươi cũng không bằng ta, bị giết cũng là chuyện bình thường ha ha ai cho ngươi can đảm khiến ngươi sinh ra ảo giác có thể giết được ta viên nhị cảm thấy bản thân lại ngầu rồi sự tự tin này đến từ thụ võ đấu viên đại thắng đang đứng sau lưng hắn ánh mắt của phần lớn mọi người trong sân thỉnh thoảng lại liếc về phía viên đại thắng trong trận ám sát vừa rồi viên đại thắng đã thể hiện sức mạnh và sự dũng mãnh của mình nhóm người bảo cừu được trang bị đến tận răng vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào bị viên đại thắng đánh cho tan tác Bảo Cừu ngẩng đầu, trên mặt đầy máu đen và thù hận. Vì, hắn phun ra một ngụm nước bọt, lại bị thị vệ giữ chặt. Viên nhị rất cẩn thận, hắn ta đứng sau lưng thị vệ, cách Bảo Cừu ít nhất 4 người, bên váo tự đắc mắng chửi. Ninh Chuyết cũng đang vui mừng. Trải qua trận chiến này, hắn cảm thấy mối liên kết giữa bản thân và viên đại thắng đã rõ ràng hơn một nửa. Thêm một lần ám sát nữa, chắc chắn có thể loại bỏ hoàn toàn tai họa ngầm này tuy nhiên bảo cừu bỗng nhiên ngẩng đầu vẻ mặt trở nên quỷ dị ngay sau đó hắn ta gầm lên giận dữ không ra tay lúc này còn đợi đến bao giờ mọi người đều cảm thấy kỳ quái ngay lập tức tên thị vệ đứng gần viên nhị nhất bỗng nhiên ra tay rút đao quay người đao quang lóe lên như tuyết nhanh như chớp giật phập đầu của viên nhị bay lên trời cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ đầu viên nhị rơi xuống đất trước khi chết hắn ta nhìn về phía thụ võ đấu viên đại thắng viên nhị đang nghi ngờ tại sao hầu thúc không cứu hắn hắn ta quên mất hầu thúc của hắn hiện tại không phải là người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một cổ cơ quan một cổ cơ quan không có linh hồn đây không giống như trước kia khi hắn gặp nguy hiểm viên đại thắng có đủ thời gian phản ứng có thể oai phong xuất hiện chiến đấu hành động của tên thị vệ vừa rồi quá nhanh linh tính của viên đại thắng nhất định phải có một quá trình bị kích thích, nó không kịp phản ứng. Ninh Truyết kịp thời phản ứng, vẫn còn cứu được. Đây là thế giới tu chân, cho dù đầu bị chặt đứt cũng không phải là không thể cứu sống. Tuy nhiên, ngay khi Ninh Truyết định dùng toàn lực điều khiển viên đại thắng, đoạt lại đầu của viên nhị, cố gắng níu kéo mạng sống cho hắn ta, thì viên đại thắng bỗng ngửa mặt gầm lên, một lần nữa mất kiểm soát, nó gào thét như hổ dữ lao thẳng về phía kẻ vừa ra tay. Tên thị vệ kia vội vàng dơ đao đỡ, nhưng lập tức bị nắm đấm của viên đại thắng nện xuống, cả người lẫn đao đều vỡ nát, mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bảo cừu thoát khỏi gông cùng, định nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng ngay sau đó đã bị viên đại thắng tóm lấy đầu. Đừng, đừng giết ta. Trắc. Một tiếng động nhỏ vang lên. Viên đại thắng bóp nát đầu bảo cừu nhưng như vậy vẫn chưa đủ nó tiếp tục lao vào tấn công những thi thể thích khách khác mãi đến khi tất cả đều biến thành một đống bầy nhầy viên đại thắng mới chịu dừng lại không ổn ninh truyết có dự cảm vô cùng xấu ánh sáng lục lam trong mắt viên đại thắng nhanh chóng lụi tàn nó đứng im giữa bãi chiến trường tan hoang cúi đầu bất động cho dù ninh truyết cố gắng cảm ứng thế nào cũng không thể cảm nhận được linh tính của nó nữa hoàn toàn tĩnh lặng chính xác hơn là nó giống như chưa từng tồn tại sau trận đấu thú đầy gian nan viên nhất và viên đại thắng lê bước trên con hẻm vắng vết thương chi chít trên người khiến viên đại thắng nhăn nhó mỗi khi di chuyển viên nhất khẽ xoa túi trong đó chỉ còn vỏn vẹn ba khối rưỡi linh thạch hắn cắn răng nói với viên đại thắng đại thặng ngươi ngồi nghỉ ở đây nhé ta qua tiệm thuốc mua ít thuốc cao cho ngươi viên nhất rời đi Viên đại thắng lão đảo dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ ngồi xuống. Mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến nó đau đớn, hơi thở dồn dập. Con hẻm vắng tanh, ánh sáng lờ mờ, dường như chỉ còn lại mỗi nó giữa đất trời. Đột nhiên, tiếng chiên vang lên từ phía bên kia bức tường. ngẩng đầu nhìn qua khe hở giữa những tán cây, viên đại thắng thấy một cơ quan đài cao đang từ từ được dựng lên những con rối bằng gỗ với hình dáng và màu sắc sặc sỡ bắt đầu màn trình diễn giọng người điều khiển vang lên kính mời lý lôi phong đại nhân trình diễn vỡ tần liệt phó trận tiếng chiên trống rộn ràng những con rối cử động như người thật lời thoại đối đáp đuổi bắt nhau đầy sống động viên đại thắng hoàn toàn bị thu hút quên đi cả những cơn đau trên cơ thể vở kịch tiến triển đến hồi cao trào kẻ gian hãm hại vô oan tần liệt phản quốc ép ông ta phải ra trận dù đang mang trọng thương. Tần liệt chống gương đứng dậy, từng bước nặng nề như núi tiến về phía trước. Giọng hát cất lên, trước chủ ân, như cha như huynh, để ta trưởng thành, dạy trung giáo nghĩa, phú ta trí dũng. Tiếng chiên trầm hùng, như chính tiếng lòng của vị lão tướng quân. Ấu chủ tuổi nhỏ ta nâng đỡ, như cha như huynh, tận tâm lực, dù bị nghi kỵ tâm không oán, chỉ mong giang sơn luôn vững lập. Giọng hát khi cao vút, lúc trầm lắng thể hiện nỗi lòng của tần liệt ông ta xông pha trận mạc tả xung hữu đột như mảnh hổ khiến quân địch khiếp sợ thân tuy già nua nhưng chí không suy máu vẩy chiến trường báo quốc ân tiên chủ anh linh trên trời mỉm cười tâm ta không hối hận trên chiến trường tiếng trống dồn dập như thúc giục khí thế chiến đấu viên đại thắng theo dõi từng diễn biến lòng sôi sục tần liệt tả xung hữu đột nhưng thương thế ngày càng nặng không biết mình khó lòng sống sót, nhưng vẫn quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Ân tình tiên chủ ghi khắc đời đời, lòng ta hướng hề ấu chủ phục hưng, máu nhuộm sa trường không uổng phí, hồn về cố thổ an ủi tiên chủ. Quân địch có gì đáng sợ, thiên quân vạn mã ta chẳng khiếp. Cái chết của ta, không vì công danh lợi lộc, chỉ vì một lòng son sắc trung thành. Nhớ xưa kia ân tình trước tiên chủ nặng sâu, quốc nạn trước mắt há có thể chùng bước. Ấu chúa ơi, nguyện người hiểu trung thần không hối hận, sinh mạng có thể vứt bỏ, ta chết đi rồi, nguyện người sáng suốt, một lòng son sắc bảo vệ Giang Sơn. Tiếng chiên trống lúc hùng tráng, khi đi ai, vang vọng cả đất trời. Cuối cùng, Tần Liệt cục ngã, nhưng vẫn hướng về phía kinh thành, chấp tay hô lớn, chúa công, mặt tướng đi. Tiếng trống vang lên một tiếng cuối cùng, lòng viên đại thắng bỗng chốc dậy sóng. Tiếng kèn ai oán vang lên, tiếp đó là tiếng sáo réo rắc, lúc trầm bổng, lúc gia giết, như tiếng lòng của người ở lại tiễn biệt người đã khuất. Viên đại thắng ngẩng đầu, lòng tràn đầy cảm xúc. Đây là lần đầu tiên nó được xem múa rối, lời thoại, âm nhạc, tất cả đều in sâu vào tâm trí. Đại thặng, đại thặng, viên nhất chạy đến, trên tay cầm thuốc cao, cười nói, may mắn quá, tiệm thuốc hôm nay bán thanh lý, ta mua được thêm mấy miếng thuốc cao. Viên đại thắng nhìn viên nhất, lại nhìn sân khấu ánh đèn lồng chiếu sáng gương mặt nó, tiếng người vỗ tay vang vọng bên tai. Đi thôi, còn ngồi đó làm gì, viên nhất vừa đi vừa nói. Viên đại thắng giơ tay, chỉ về phía sân khấu. À, múa rối đấy. Vỡ, tần liệt phó trận, nổi tiếng lắm. Đáng tiếc là, hắn ta không theo đúng người. Viên nhất lơ đảng nói. Viên đại thắng quay đầu nhìn sân khấu đang dần được hạ xuống, con rối đóng vai tần liệt vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ. Viên đại thắng nhìn bóng lưng viên nhất, bỗng kêu lên, a a, à, vài tiếng. Viên nhất nghi hoặc quay đầu nhìn nó, không hiểu nó muốn nói gì, chỉ vẫy tay, đi thôi, về nhà ăn no bụng, ngủ sớm chút đi. Nương tựa lẫn nhau, đấu thú. Hầu đầu bang. Nhìn này, đại thặng, đây là con trai ta, là con ruột của ta đấy. Viên nhất vui mừng không xiết, ta có con rồi ta trên cõi đời này đã có hậu duệ ta đặt tên cho nó là viên nhị đại thặng mạng ta chắc gì đã dài bằng ngươi nếu có một ngày ta không còn hãy để viên nhị thay thế ta tiếp tục bầu bạn với ngươi viên nhị đói khóc ré lên viên đại thắng liền vắt nước quả đào to bằng cái mặt vào miệng nó kết quả là tắm cho viên nhị một trận viên nhị bị ốm giữa màn đêm viên đại thắng lao vung vút thấp thành xông vào tiệm thuốc túm lấy cổ của dược sư, kéo đi như bay. Tiếng hét thất thanh của dược sư xé toạc màn đêm yên tĩnh. Viên nhị bắt đầu biết leo trèo, nó nắm lấy bộ lông dày của viên đại thắng, trèo lên thật cao, mỗi lần ngã xuống đều được bàn tay rắn chắc của viên đại thắng đỡ lấy. Viên nhị đã có thể chạy nhảy. Hầu thúc, bọn họ bắt nạt ta. Viên nhị dắt viên đại thắng đi trả thù, và đám trẻ khác khóc thét. Viên nhị bắt đầu hiếu thắng, thích đánh nhau, nó tò mò hỏi hầu thúc giữa người và cha ai lợi hại hơn hai người từng đánh nhau chưa ta hỏi cha cha không bao giờ trả lời viên nhị chạy đến trước mặt viên đại thắng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ phấn khích hầu thúc người thật lợi hại thật oai phong bao giờ ta mới được như người cha nghe nói cha muốn tìm công pháp tu luyện yêu thú cho hầu thúc đừng làm vậy viên nhị xông vào thư phòng lớn tiếng can ngăn riêng nhất xa sầm mặt, quát, im ngay, lại là ai nói linh tinh với ngươi nữa? Cha, sức mạnh của hầu thúc đã không ai sánh bằng. Những con khỉ kia, nói là thú cưng, chi bằng nói chúng là chủ nhân thì đúng hơn. Đám tu sĩ kia bất quá chỉ là nô lệ nuôi dưỡng chúng mà thôi. Bây giờ tình hình đã như vậy, nếu để hầu thúc tăng cường thực lực, e là sẽ càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó, hầu đầu bang sẽ thuộc về tay ai? Viên nhị hết lời khuyên can. Cách đó vài gian nhà, mang trong mình ma công, viên đại thắng nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Nó ủ rũ cúi đầu, không còn nằm dài ra nữa mà nằm sấp xuống, nhìn chầm chầm mặt đất, phát ra tiếng trên khe khẽ. Đám khỉ con bị giết, viên đại thắng giơ tay, điểm nhẹ vào tim viên nhị. Viên nhị bị ám sát bất thành, viên đại thắng tự làm tổn thương hồn phách để bảo vệ hắn ta. Trong vụ nổ ở hỏa thị tiết, viên đại thắng đã dùng thân mình che chở cho viên nhị. Nằm trên giường bệnh, trước khi chết, viên đại thắng lại đưa tay chỉ, trong khoảnh khắc đó, dường như nó lại nghe thấy giai điệu của vở kịch, tần liệt phó trận, vang lên. Viên nhị chết rồi. Hầu đầu ban sau một khoảng thời gian ngắn hỗn loạn đã nhanh chóng được một vị trưởng lão khác lên nắm quyền, ổn định cục diện. Viên đại thắng cũng đã chết, đó là cảm nhận rõ ràng nhất của Ninh Chuyết lúc này hắn thu hồi thụ võ đấu viên đại thắng sửa chữa toàn bộ cơ quan nhưng hoàn toàn không cảm nhận được linh tính của nó giống như chưa từng tồn tại ám ký của tôn lão đại cũng không hề thay đổi ninh triết siết chặt nắm tay mỗi khi hắn muốn tự mình đi tìm đi tìm hiểu tình hình thực tế của tôn linh đồng thì trong thức hải ấn ký ngã phật tâm ma lại không ngừng chấn động tỏa ra phật quan chói lọi ngã phật tự độ bảo ấn cảnh báo nó đang cảnh báo ninh triết một khi tự mình đi tìm, sẽ rơi vào bẫy của người khác. Sắc mặt thích bạch tái nhợt. Hắn ta nhìn chầm chầm tôn linh đồng, không thể tin nổi lại có kẻ có thể chịu đựng được hồn hình của mình. Hai tay, hai chân tôn linh đồng đều bị đóng đinh vào quan tài, cả người bị treo trên cột trụ. Tôn linh đồng nhíu mày, hai mắt trợn trắng, cả người thỉnh thoảng lại rung lên vì một loại pháp thuật tra tấn nào đó. Tra tấn đến nước này, thích bạch vẫn không thu được gì vì duy trì sát ra phán quan hắn ta phải hao phí rất nhiều hồn lực và pháp lực nếu là ngày thường hắn ta đã dừng việc ra tấn tôn linh đồng từ lâu dù sao mục đích ra hỏi tôn linh đồng về thùy thiều khách cũng chỉ để thuận tiện chiêu mộ hàng minh giao dịch này hoàn toàn là một chiều nhưng trong tràn khí vận hổ đấu lòng ham muốn chiến thắng của thích bạch lại mãnh liệt hơn bao giờ hết chắc chắn hắn sẽ khai ra ngay thôi thích bạch hung ác nghiến răng trong lòng tràn đầy mong đợi, tốt lắm, ta thích loại người cứng đầu như ngươi. Tiếp theo, ngươi sẽ phải nhận đau đớn gấp 10 lần trước đó. Qua. Cái chết đối với ngươi là một loại hạnh phúc. Đáng tiếc, ngươi đã chọc giận ta. Thích Bạch thi triển pháp thuật, đánh thẳng vào người Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng cảm giác như bị cả dãy núi đè lên người, đau đớn đến tột cùng, khiến hắn có ảo giác thân thể và tinh thần đều bị nghiền nát cơn đau đớn vô biên thấm vào từng tấc da thịt nhưng hắn vẫn cắn răng không hề gục ngã hắn giống như một con thuyền nhỏ trong cơn bão cùng phong rơi vào vòng xoáy khổng lồ dưới đáy biển sâu những ký ức vượt qua như tia chớp yếu ớt nhưng mãnh liệt kiên trì lóe sáng trong bóng tối vô biên tất cả đều là về ninh chuyết người khác có thể khống chế chợ đen vì sao chúng ta không thể có chí thì nên chúng ta cùng nhau hợp tác thâu tóm chợ đen Tiểu Chuyết, ngươi không cần lộ diện đâu, cứ dùng thương thiết hán giáp ngụy trang là được. Ta đã bị lộ rồi, không sao cả. Ninh Chuyết cười nói, về sau ta gọi huynh là Tôn Lão Đại nhé. Lão Đại, hàng có vấn đề rồi. Tôn Lão Đại, ta ngay phía sau huynh đây. Lão Đại, xông lên nào. Tôn Lão Đại, yên tâm đi, ta sẽ luôn đi theo huynh. Cơn đau đớn như biển sâu bao phủ lấy Tôn Linh Đồng. Hắn mở mắt, đôi mắt linh động ngày nào giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ tươi của máu. Tôn Linh Đồng cười thảm một tiếng. Hắn biết hiệu quả của không không như giả ấn có hạn, bản thân khó lòng chống đỡ thêm được nữa. Hắn quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng, thích bạch lập tức cảm nhận được điều bất thường, kinh hãi thốt lên, "Cái gì? Ngươi, ngươi lại tự hủy hồn phách?" Tôn Linh Đồng thi triển không không như giả ấn tự công kích linh hồn của chính mình để chống lại thuật sư hồn của Thích Bạch. Thích Bạch trừng lớn hai mắt, kinh ngạc tột độ, Thùy thiệu Khách kia rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Ngươi thà hồn phi phách tán cũng muốn bảo vệ hắn. Ngươi rốt cuộc có phải người của bất không môn hay không? Hay là ma tu? Chẳng lẽ nói, hắn là đồng môn của ngươi? Là thánh tử bất không môn? Hì hì ha ha. Tôn Linh đồng nhếch miệng, vô cùng khó khăn mới thốt ra được tiếng cười cuối cùng hắn không phải đồng môn hắn là huynh đệ của ta huynh đệ thích bạch càng thêm nghi hoặc huynh đệ thì có gì mà phải liều mạng như vậy vì một chút thông tin mà ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần ngươi rốt cuộc muốn cái gì tôn linh đồng cụp mắt xuống hắn quá yếu ớt giọng nói nhỏ như mũi kêu ta ta chỉ muốn chứng minh hắn hắn không nhìn lầm người Thích Bạch nghiêng tai, cố gắng lắng nghe, những gì hắn ta nghe được chỉ có vậy. Vô lý, Thích Bạch tức giận đến cực điểm. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn ta chưa bao giờ tức giận như vậy, hắn ta cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Hắn ta hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lúc này, hắn ta quên mất việc thu phục hàng minh, quên luôn cả thùy thiều khách. Hắn ta chập hai ngón tay thành kiếm, hung hăng đâm thẳng vào mi tâm tôn linh đồng. Một kiếm này, chắc chắn sẽ xuyên thủng trán Tôn Linh Đồng, khiến hắn chết không toàn thay, quanh. Một tiếng nổ vang lên. Thích Bạch cười lạnh, không thèm để ý, vẫn muốn giết chết Tôn Linh Đồng. Nhưng ngay sau đó, Trận Văn hiện lên, bao phủ lấy Tôn Linh Đồng, đỡ được một kích chí mạng. Sóng xung kích mãnh liệt từ vụ nổ ập đến, kèm theo nhiệt độ nóng rực. Thích Bạch bị hất văng ra xa, chìm trong biển lửa. Ngược lại, Tôn Linh Đồng được Trận Văn bảo vệ dịch chuyển ra khỏi căn phòng ngay sau đó hắn rơi xuống bên cạnh một lão nhân lão nhân gầy gò ốm yếu sắc mặt vàng vọt khóe mắt thâm đen nếp nhăn hàng sâu trên khuôn mặt mái tóc đen rối bù xõa tung trên vai trũ xuống tận mu bàn chân tựa như một tấm vải đen thô rác tay lão chống quải trượng lưng còng xuống cả người gầy guộc như que củi lão tự xưng là thùy thiều khách lão là huynh đệ của tôn linh đồng Lửa cháy rừng rực trước mặt Tôn Linh Đồng, khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm vang lên. Mắt tam giác và mũi ưng đang bị bao vây. Đây là những thuộc hạ mà Ninh Tuyết đã liên lạc trước khi hành động, giờ đây đang phối hợp với Tôn Linh Đồng. "Thích Bạch đại nhân, hắn ta là kim đang chân chính, loại nổ như vậy không thể giết chết hắn đâu. Chúng ta lo cho mình trước đi." "Hàng binh đâu rồi?" "Cách đây không lâu, Cơ quan chúng ta đặt trong ngục tối đã bị kích hoạt, chắc nàng ta đã lẻn đi điều tra rồi. Chết tiệt, thời gian trùng hợp như vậy sao? Kẻ địch đã lợi dụng kế hoạch của chúng ta, phân tán lực lượng của chúng ta. Mắt tam giác và mũi ưng truyền âm cho nhau, đã nhìn thấu thủ đoạn của Ninh Chuyết. Nhưng đã quá muộn. Họ bị bao vây bởi đông đảo kẻ địch, rơi vào khổ chiến. Thú vị, thật sự thú vị. Giữa biển lửa ngùn ngụt, thích bạch ung dung bước ra. Vụ nổ dữ dội vừa rồi không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn ta. Một lớp kim quan nhàn nhạt luôn bao phủ, bảo vệ hắn ta an toàn. Khuôn mặt thích bạch âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm thùy thiều khách, ngươi thật sự dám một mình đến đây sao? Ngươi đã già rồi, chẳng lẽ không biết rõ sự chênh lệch giữa kim đan và trúc cơ sao? Hừ, chỉ là trúc cơ đỉnh phong, ngươi đến đây là để cứu người hay là muốn chết? nói đến đây ánh mắt thích bạch rơi vào tôn linh đồng đang bất tỉnh trong mắt hiện lên một tia phức tạp nhưng mà ta có thể hiểu được ngươi một chút thích bạch nở nụ cười tàn nhẫn giống như con rắn độc thè lưỡi trong bóng tối điều đó càng khiến ta mong chờ được hủy hoại khoảnh khắc tuyệt vời của hai ngươi ta muốn ngay trước mặt hắn chặt ngươi thành tám khúc ha ha tiếng cười cuồng vọng của thích bạch vang vọng khắp nơi trong tiếng cười ngọn lửa màu đỏ rực xung quanh đột nhiên chuyển sang màu xanh lục u ám lạnh lẽo quỷ hỏa hắn ta vươn tay ra quỷ hỏa ngưng tụ thành bầy sói lao về phía thùy thiều khách mái tóc đen dài của thùy thiều khách tách ra thành nhiều sợi trói chặt tôm linh đồng mang theo hắn bay lùi về phía sau trong lúc lùi lại từ trong áo choàng của thùy thiều khách không ngừng bắn ra những cơ quan lôi tịch điểu cơ quan lôi tịch điểu lao vào bầy sói quỷ hỏa phát nổ tạo ra những tia sét đánh tan đám sói lửa. Thích bạch bay lên, lao thẳng về phía thùy thiều khách. Nhưng ngay sau đó, đại trận tiên thành được kích hoạt, ngưng tụ vô số trận văn trên không trung, tạo thành một cái lồng giam, chặn đứng đường tấn công của thích bạch. Kim đang vệ hồn tông, ngươi trước xử lý đại trận, rồi lại tới tìm ta đi. Thùy thiều khách cười lạnh, mang theo tôn linh đồng biến mất vào bóng tối. Thú vị, nhìn những trận văn đang chặn đường mình, thích bạch thản nhiên như không, không hề có chút căng thẳng. Thùy thiều khách mang theo tôn linh đồng nhảy qua vài con phố rồi chui xuống cống ngầm. Truyền tống trận được kích hoạt, bọn họ lập tức được đưa đến một căn cứ bí mật dưới lòng đất. Tất nhiên, đây không phải căn cứ giam giữ hàng minh trước đó. Mặc dù đã được cứu chữa kịp thời nhưng Tôn Linh Đồng vẫn chưa tỉnh lại. Không chỉ vậy, sinh mạng của hắn đang dần lụi tàn. Vết thương của hắn quá nặng. Một viên thuốc được đưa vào miệng Tôn Linh Đồng, nhanh chóng được hấp thụ dưới sự trợ giúp của pháp lực vãn thu lưu mệnh đan viên thuốc này vốn là do chu huyền tích đưa cho viên nhị muốn giữ lại mạng sống cho viên đại thắng kết quả sau khi trải qua nhiều lần chuyển giao nó lại rơi vào tay ninh chuyết đồ của hoàng thất quả nhiên không tầm thường sau khi dùng vãn thu lưu mệnh đan sinh mạng của tôn linh đồng đã ổn định trở lại nhưng ninh chuyết còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì một luồng uy áp khủng bố đã ập đến mặt đất trung chuyển dữ dội, một bóng người xuyên thủng mặt đất, lao xuống căn cứ bí mật. Thần thức của manh phán quan thích bạch nhanh chóng bao trùm cả khu vực. Các ngươi muốn chạy đi đâu? Trên người tôn linh đồng đã bị ta gieo ấn ký đặc biệt. Ha ha, thùy thiều khách, trừ khi ngươi bỏ rơi hắn ta, nếu không thì chỉ có chết. Giọng nói thùy thiều khách khàn đặc, tràn đầy phẫn nộ, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Ngay sau đó, trận văn lại được kích hoạt bao vây thích bạch. Lại chiêu này sao? Thích bạch cười lạnh, vẻ mặt kinh thường. Nhưng ngay sau đó, trận văn tỏa sáng rực rỡ, áp chế thích bạch đến mức máu mũi, máu tai, máu mắt chảy ra không ngừng. Thùy thiều khách cười lạnh, căn cứ trên mặt đất kia, vì tránh bị bại lộ, liên lụy đến tôn lão đại nên ta không thể thi triển hết uy lực. Nhưng đây là sâu trong lòng đất, cho dù bị phát hiện cũng không liên lụy đến tôn lão đại, ta sẽ dốc hết sức tận hưởng đi thích bạch ánh sáng trận văn bùng nổ biên cuồng ăn mòn lớp phòng ngự của thích bạch chết tiệt thích bạch nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt phách lối ban đầu đã biến mất dùng toàn lực chống đỡ đại trận tiên thành thời gian trở lại vài năm trước trong căn cứ bí mật tiểu thuyết mẹ ngươi làm một cơ quan tu sĩ rất lợi hại tôn linh đồng nhìn quanh trụ sở dưới đất một vòng cảm thán nói trong lúc đang tu luyện cơ quan thuật ninh triết vô tình mở ra một phần bản đồ được giấu kín trong xưởng chế tạo dưới lòng đất dựa theo bản đồ bọn họ đi qua một đoạn cống ngầm cuối cùng cũng đến được căn cứ bí mật mẫu thân ngươi thật chu đáo tôn linh đồng cảm thán bà ấy cố ý giấu phần bản đồ này đi chỉ khi nào cơ quan thuật của ngươi đạt đến trình độ nhất định mới có thể mở ra nơi này đúng là không an toàn lắm tôn linh đồng nhận xét Ninh Chuyết cực đầu đồng ý, bên trong và xung quanh hỏa thị sơn đều có đại trận tiên thành, muốn xây dựng không gian bí mật dưới lòng đất là vô cùng khó khăn. Chỉ cần chạm vào bất kỳ trận văn nào của đại trận đều sẽ bị phát hiện ngay. Căn cứ này có thể tồn tại trong nhiều năm mà không bị phát hiện, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Tôn Linh đồng cười hì hì, ta hiểu rồi. Ninh Chuyết ngạc nhiên, hiểu cái gì? Tôn Linh Đồng giải thích, thông thường, đại trận tiên thành cần được quy hoạch và bố trí lại định kỳ mặc dù rất tốn kém nhưng có thể đảm bảo tính an toàn cho đại trận đề phòng kẻ địch dò la phá hoại nhưng tình huống ở hỏa thị tiên thành có lẽ hơi đặc biệt có thể là do liên quan đến dung nham tiên cung nên đại trận vẫn chưa được điều chỉnh cũng có thể là do đời thành chủ trước tham ô không thật sự quan tâm đến việc nâng cấp đại trận tiên thành dù sao thì hỏa thị tiên thành cũng nằm sâu trong lãnh thổ nam đậu tiên quốc cho dù xảy ra chiến tranh thì trong thời gian ngắn cũng khó mà đánh tới đây được. Có lẽ các đời thành chủ đều nghĩ như vậy, đến lúc chiến hỏa lan đến thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian để điều chỉnh trận pháp. Mắt ninh truyết sáng lên, vậy chẳng phải chúng ta có thể xây dựng thêm nhiều căn cứ bí mật như thế này sao? Ban phái chúng ta mới thành lập, muốn duy trì hoạt động cần phải buôn bán kiếm lời. Chúng ta có thể lợi dụng căn cứ bí mật này để vận chuyển, buôn bán hàng hóa coi như kho hàng của chúng ta tôn linh đồng vỗ tay tán thưởng hay lắm như vậy thì chỉ có chúng ta đi lục soát kho hàng của người khác còn bọn họ có muốn tìm cũng không thấy chúng ta bất quá nếu bị phát hiện thì căn cứ này không trụ được bao lâu đâu hệ thống phòng ngự quá yếu họ không thể bố trí thêm trận pháp phòng ngự cho căn cứ bí mật bởi vì bất kỳ trận pháp nào vận hành đều sẽ ảnh hưởng đến đại trận tiên thành phủ thành chủ sẽ dựa vào đó mà truy tìm đến đây tôn linh đồng xoa cầm để ta bố trí thêm một ít phù lục của bất không môn che giấu khí tức của nơi này đến mức thấp nhất đợi ta đột phá trúc cơ đỉnh phong ta sẽ dùng pháp bảo sư phụ để lại bố trí một số trận văn ở đây những trận văn này có thể kết nối yếu ớt với đại trận tiên thành cho dù bị phát hiện thì bọn họ cũng chỉ nghĩ là một bộ phận của đại trận mà thôi đinh truyết trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên lợi hại như vậy sao? Tôn Linh Đồng đang nghe truyện trên TV audio CV cười đắc ý, bất không môn chúng ta nghiên cứu trận pháp rất sâu, bởi vì những bảo vật quý giá nhất trên thế giới này đều được bảo vệ bởi vô số tầng trận pháp. Thủ đoạn này của ta gọi là thâu trận thiết năng. Đợi sau này có được trụ sở của bang phái, ta sẽ dùng thủ đoạn này để đánh cấp linh lực từ đại trận tiên thành, hơn nữa chi phí lại rất thấp. Trong quá trình thâu tóm chợ đen, tiêu diệt thế lực đối địch hai người dẫn theo thuộc hạ, bao vây đại bản doanh của bang phái đối địch. Ninh Chuyết, chuẩn bị xong chưa, Tôn Linh đồng truyền âm. Tôn Lão Đại cứ yên tâm. Ninh Chuyết cực kỳ tự tin. Hắn vung tay lên, những chiếc xe cơ quan lao ra. Trên mỗi chiếc xe đều chất đầy thuốc nổ. ầm ầm ầm, bang phái đối địch kích hoạt trận pháp phòng ngự, những vụ nổ không gây ra bất kỳ thương vong nào. Bọn chúng bắt đầu chế dẻo. Ninh Chuyết khoanh tay đứng nhìn, bình tĩnh đếm ngược, 3, 2, 1. Đếm đến, một, trận pháp phòng ngự của đối phương đột nhiên vỡ tan. Những tên cao thủ chủ trì trận pháp đều bị phản vệ, kẻ bị thương nặng, người bỏ mạng tại chỗ. Tôn Linh Đồng mừng rỡ, tò mò truyền âm hỏi, Ninh Chuyết, ngươi làm thế nào vậy? Ninh Chuyết đáp, đơn giản thôi. Không phải tôn lão đại đã truyền thụ cho ta thủ đoạn thâu trận thiết năng sao? Tôn Linh Đồng càng thêm khó hiểu, nhưng ta bị môn quy ràng buộc, căn bản chưa từng truyền thụ cho ngươi bất kỳ pháp thuật hay phù lục nào liên quan đến thâu trận thiết năng. Ninh Chuyết nhún vai, chuyện nhỏ. Huynh chỉ cần nói cho ta biết nguyên lý, ta sẽ dùng phương pháp khác để đạt được hiệu quả tương tự. Thực tế chứng minh là hiệu quả không tệ, đúng không? Ninh Chuyết nhìn Tôn Linh Đồng, chờ đợi lời khen. Tôn Linh Đồng thản nhiên gật đầu, từng, cũng tạm được cuối cùng bọn họ đã trở thành bá chủ của chợ đen nhìn thấy lượng lớn thuốc nổ được ninh truyết bí mật chôn giấu dưới căn cứ sắc mặt tôn linh đồng tái mét ninh truyết cần thiết phải chôn nhiều thuốc nổ như vậy dưới chỗ ở của ta sao ninh truyết lắc đầu rất cần thiết chúng ta phải cẩn thận khiêm tốn đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra ví dụ như có cao thủ vượt xa cảnh giới của chúng ta đến gây sự gặp phải tu sĩ Nguyên Anh thì chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng nếu là Kim Đan thì có thể liều một phen. Tên phí tư kia âm hiểm, độc ác, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Biết đâu được một ngày nào đó hắn ta sẽ tự mình ra tay, tiêu diệt thế lực chợ đen của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Tôn Linh Đồng bất đắc dĩ gật đầu, gặp Kim Đan thì chúng ta chạy không thoát đâu. Thôi được. Chuẩn bị kỹ càng một chút vẫn hơn thích bạch thúc dục pháp thuật âm hồn bay múa hàng khí bảo tác đại trận trận văn lục bị vô số quỷ hồn xuyên thấu cấp tốc bị bào mòn thích bạch không còn giữ lại tóc dài phất phới tay áo tung bay khí tức kim đang tràn ngập bốn phía nếu như là tại trung tâm của đại trận tiên thành ta có lẽ không thể phá vỡ nhưng ở đây chỉ là ở bìa của pháp trận mà các ngươi cũng chỉ có thể thông qua dựng trận phụ dẫn tới một phần uy năng của hộ thành đại trận mà thôi. Há có thể cản ta. Thích bạch phẩy tay áo, một luồng quỷ phong cuồng bạo gào thét ập tới. Âm thanh gào thét như muốn xé rách màn nhĩ, nhắm thẳng vào thùy thiều khách và tôn linh đồng. Ninh tuyết điều khiển thương thiết hán giáp, mang theo tôn linh đồng vẫn còn hôn mê, không hề sợ hãi. Thích bạch, ngươi muốn giết chúng ta, còn sớm lắm. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta. Dứt lời, Ninh Chuyết vỗ vào vách tường, kích hoạt trận pháp truyền tống ẩn dấu. Hắn cùng Tôn Linh Đồng trong nháy mắt biến mất không thấy. Thích Bạch tức giận gầm lên một tiếng, vội vàng thu tay lại, nhưng quỷ phong vẫn phá hủy hơn nửa truyền tống trận. Hắn ta lập tức bay đến trước truyền tống trận, phân biệt trận pháp, trận tài, sau đó thi triển pháp thuật. Bên trong những kẻ hở của đại trận tiên thành mà tự ý thiết lập truyền tống trận, căn bản không có bao nhiêu nơi để truyền tống. Tìm được rồi. Ha ha ha, tưởng dựa vào mấy cái truyền tống trận, liền có thể thoát khỏi ta. Hôm nay, ta nhất định phải giết chết các ngươi. Ninh Chuyết, Tôn Linh đồng tiến vào một chỗ cứ điểm ngầm khác. Pháp thuật, hồn hành thiên lý, thích bạch chỉ trong vòng mười mấy hơi thở, liền đuổi theo. Tốc độ kinh người đó, khiến Ninh Chuyết cảm nhận được áp lực cực lớn. Tu sĩ Kim Đan đối với Trúc Cơ Kỳ thường là nghiền ép. Thích Bạch lại càng không phải Kim Đan bình thường, hắn ta xuất thân từ vệ hồn tông, nắm giữ thiên tư thượng đẳng, là đệ tử chân truyền của vệ hồn tông. Điều này có nghĩa hắn ta tuyệt đối là tinh anh trong kim đan. Ninh Chuyết tiếp tục lợi dụng tiên thành đại trận, tạm thời ngăn cản thích bạch. Thích bạch thi pháp, không ngừng bào mòn trận văn, cười lạnh, rất tốt, thùy thiều khách, ta muốn xem xem, con chuột nhắc nhà ngươi có thể đào bao nhiêu cái hang, làm bao nhiêu cái ổ trong hỏa thị này. Ta nói cho ngươi biết, trên người tôn linh đồng đã bị ta gieo ấn ký chỉ cần ngươi mang theo hắn ta nhất định có thể tìm được ha 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 trên thực tế chỉ cần tiếp xúc lâu với tôn linh đồng ấn ký cũng sẽ in dấu lên người ngươi nếu bây giờ ngươi bỏ hắn lại có lẽ ta còn chưa tìm ra ngươi một khi ấn ký hoàn toàn in dấu ngươi cũng sẽ bị ta cảm ứng được ta sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất cho đến khi tự tay lăng trì ngươi thích bạch tràn đầy sát ý bản thân hắn ta cũng không rõ vì sao mình lại phẫn nộ như vậy hắn ta chờ đợi chờ đợi ninh truyết vì bảo vệ bản thân mà bỏ rơi tôn linh đồng nhưng ninh truyết từ đầu đến cuối không hề làm vậy hắn nghiến răng lần nữa mang theo tôn linh đồng truyền tống rời đi a à, thích bạch ngửa mặt gầm lên giận dữ cảm giác như bị ninh truyết chọc giận đến phát điên ầm 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 hắn ta điên cuồng phá hủy từng tòa cứ điểm ngầm bị lật tung động tĩnh lớn như vậy, sớm đã bị phủ thành chủ phát hiện, lập tức báo cáo cho phí tư. Phí tư vội vàng thi triển truyền tin phù, báo cáo cho môn vị. Môn vị ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ẩn mình trong mây mù. Nghe xong báo cáo, ông ta mỉm cười, hai tay mân mê hai quả đào tiên. Một tu sĩ kim đan mới. Quỷ khí dày đặc, hình như là công pháp của vệ hồn tông. Hắn ta là bóng đen ma tu kia sao? Ồ, còn có rất nhiều cứ điểm ngầm lộ ra ánh sáng, đều là lợi dụng sơ hở của Tiên Thành Đại trận sao? Mông Vị cảm thấy tò mò, muốn biết trong lòng hỏa thị này còn ẩn giấu những tồn tại đặc biệt nào. Tâm tình ông ta vui vẻ, ung dung ngồi trên đỉnh núi, cười nhìn phong vân biến ảo. Người khác chém giết, ông ta lại ung dung tự tại. Tất nhiên, Mông Vị vẫn luôn âm thầm chú ý đến Dung Nham Tiên cung, chưa từng lơ là trận chiến tại dung nham tiên cung vẫn diễn ra vô cùng ác liệt vô số xích diễm yêu thú tràn vào dưới sự khống chế của trận pháp pháp bảo cơ quan làn sóng yêu thú dường như vô tận chúng tràn vào phạm vi trận pháp của tiên cung công phá phòng tuyến thứ nhất thứ hai thậm chí phòng tuyến thứ ba cũng tràn ngập nguy hiểm điều này khiến ninh gia lão tổ cao mày thế công của xích diễm yêu thú thật đáng sợ không trách dung nham tiên cung lại dần dần áp chế hỏa thị sơn Ninh gia lão tổ trà trộn trong phòng tuyến thứ ba, vừa chém giết yêu thú, vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm bí mật của dung nham tiên cung. Nếu dung nham tiên cung bị công phá, cho dù chỉ là một góc kiến trúc bị yêu thú chiếm giữ, cơ hội của ta cũng sẽ đến. Ninh gia lão tổ không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Mà cách hỏa thị ngoài trăm dặm, Chu huyền tích hai mắt lóe kim quang, thi triển pháp thuật, nhìn về phía đỉnh hỏa thị. Ánh mắt ông ta xuyên qua tầng mây mù dày đặc, nhìn rõ ràng chiến trường Dung Nham Tiên Cung. Dung Nham Tiên Cung yếu hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Cung Linh Long Ngoan Hỏa Linh làm sao vậy? Rất nhiều nơi trên phòng tuyến, dựa theo năng lực của nó, hẳn là có thể làm tốt hơn. Chẳng lẽ trong quá trình trấn áp tiên cung, nó cũng gặp phải tổn thương không cách nào khôi phục sao? Chu Huyền tích âm thầm suy đoán. Mông vị. Cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người nguyên anh tu sĩ ẩn mình trong mây mù người thi triển tọa sơn quang chính là nguyên nhân khiến dung nham tiên cung bị yêu thú tấn công một khi tiên cung bị yêu thú công phá mong vị ngươi khó mà thoát tội sự ngoại đào duyên hạch ngươi cũng chỉ có hai viên mà thôi hy vọng ngươi đừng chơi hết chu huyền tích đến từ thần bộ ti là một thành viên trong vương thất nam đậu quốc nắm giữ rất nhiều thông tin tình báo về mông vị Bản thân ông ta được quốc chủ đích thân nhắc nhở, đặc biệt chú ý đến thần thông tọa sơn Quang của môn vị. Chu Huyền Tích biết rằng, thần thông tọa sơn Quang tuy hiệu quả cường đại, huyền diệu nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Đó chính là một khi thi triển loại thủ đoạn này, môn vị nhất định phải ngồi yên một chỗ, không thể tự ý rời đi, cho đến khi khí vận tràn tiêu tán. Nếu không, ông ta sẽ phải chịu phản vệ vô cùng khủng khiếp. Không chỉ là tổn thương về nhục thân, hồn phách, mà khí vận của ông ta ta cũng sẽ bị suy yếu đến cực điểm trong một khoảng thời gian rất dài mông vị đương nhiên cũng rõ ràng điểm này cho nên đã cố ý tìm kiếm tiên tài bỏ ra trọng kim mời luyện khí tông sư chế tạo ra một đôi sự ngoại đào duyên hạch chỉ có mượn nhờ hai viên hột đào này ông ta mới có thể trực tiếp can thiệp vào nhân vật hoặc sự vật bên trong khí vận tràng hạt đào được ném ra cực kỳ cường đại bản thân nó đã mang theo uy năng tất chúng ngoài ra nó còn ẩn chứa những bí mật khác, ngay cả vương thất cũng không thể nào thăm dò được. Đây là thủ đoạn bí mật của môn vị, số lần sử dụng không nhiều, tự nhiên được hắn ta giữ kín tuyệt đối. Pháp thuật, quỷ ảnh trọng trọng, vô số quỷ ảnh vây quanh thích bạch xoay tròn bay múa, nhanh chóng bào mòn trận văn. Ninh Chuyết kích hoạt truyền tống trận, biến mất khỏi chỗ. Thích Bạch lại cảm ứng được vị trí của Tôn Linh Đồng, không còn ở dưới lòng đất mà đã quay trở lại mặt đất hắn ta ngửa mặt cười lớn sắc mặt dữ tợn vài chục căn cứ dưới lòng đất xem như các ngươi khá đấy nhưng giờ thì sao lấy cái gì ra mà ngăn cản ta quanh ngay sau đó căn cứ dưới lòng đất bùng nổ dữ dội ngọn lửa cuồn cuộn nháy mắt bao trùm lấy thích bạch hô 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 ninh chuyết thở hổn hển hắn liên tục bỏ vài chục căn cứ không ngừng truyền tống vừa chạy trốn vừa kéo dài thời gian tất cả đều là vì lần bạo phát này tôn lão đại vị trí này rất tốt phía trên là vùng núi sâu của hỏa thị sơn xung quanh còn có thể lợi dụng trận pháp có thể dựng một cái bẫy lúc mới phát hiện ra nơi này ninh truyết vô cùng phấn khích nói ra ý tưởng của mình tôn ninh đồng gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt hơi kỳ lạ tiểu truyết gần đây hình như ngươi rất thích bạo phát ninh truyết gật đầu lúc phát nổ rất đẹp ta thích bạo phát bất kể là thứ gì phát nổ chúng đều sẽ trong khoảnh khắc ấy phô bày ra vẻ đẹp rực rỡ nhất của mình. Mà trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh kinh cũng được giải phóng, là do chúng tích lũy, kìm nén trong thâm tâm suốt thời gian dài. Có thể chỉ trong nháy mắt, sau khi bạo phát, chúng sẽ hoàn toàn thay đổi, thậm chí tan thành mây khói. Nhưng chúng vẫn rất đáng giá. Tôn Linh Đồng không nhịn được mà lắc đầu. Mấy năm nay, hắn nhận ra Ninh Chuyết đã trưởng thành, tư tưởng cũng trở nên nguy hiểm rất nhiều lúc hắn ta không biết phải thuyết phục ninh chuyết như thế nào trong lòng không khỏi lo lắng im lặng một lát tôn Linh đồng mới lên tiếng tiểu chuyết à kỳ thực cuộc đời còn rất dài không cần phải ép bản thân quá mức càng không cần phải truy cầu sự phấn khích trong chốc lát tu luyện chính là cầu trường sinh thậm chí là vĩnh hằng phải không ninh chuyết gật đầu lão đại ta hiểu rồi giữ mình bình an mới có ngày hưởng phúc tôn ninh đồng liên tục gật đầu đúng đúng ngươi từ nhỏ đã thông minh phải biết lý trí bình tĩnh đưa ra lựa chọn chính xác ninh chuyết ngươi ngu xuẩn tôn linh đồng truyền âm cho ninh chuyết ninh chuyết kinh hãi lão đại ngươi tỉnh rồi sao tôn linh đồng thở hắt ra nhanh chạy đi thích bạch không phải kim đang bình thường hắn ta nhất định đã trồng ấn ký lên người ta sao ngươi lại chạy tới đây đừng quên chúng ta đã có ước định ninh triết đột nhiên cười khẽ không kịp nữa rồi lão đại hắn ta tới rồi thích bạch tóc tai bù xù lại một lần nữa xuất hiện so với trước kia hắn ta có vẻ hơi bụi bặm ninh triết thầm than không ổn dùng giọng nói của thùy thiều khách không ngờ vụ nổ lớn như vậy mà vẫn không làm ngươi bị thương manh phán quan quả nhiên danh bất hư truyền thích bạch hắn giọng phát ra tiếng cười khàn khàn bây giờ mới nhận ra sự chênh lệch giữa chúng ta sao thật là già rồi mà còn ngây thơ. Đừng hòng dùng lời đường mật mà cầu xin ta, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, âm hồn ào ạt lao tới như nước lũ. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, dùng sức dẫm chân, trong nháy mắt vô số cơ quan lôi tịch điểu từ trong phòng bay ra, lôi điểu tự bạo, đối đầu quyết liệt với đại quân âm hồn. Trong nhất thời, lôi quan điện thiểm, tiếng âm hồn gào thét, hai bên giằng co ác liệt. Thích Bạch cười lạnh, đứng im giữa không trung đột nhiên độc giác quỷ tướng xuất hiện sau lưng ninh chuyết vung cao quỷ đầu đại đao chém xuống lúc nào thế ninh chuyết bị đánh bất ngờ vội vàng dùng tay trái chống đỡ đại đao chém trúng tay trái của hắn cánh tay của bộ giáp thương thiết hắn lóe lên một lớp quang thuẫn màu bạc Quan thuẫn lập tức vỡ tan nhưng cũng giúp ninh chuyết tranh thủ được khoảng thời gian quý giá ninh chuyết chớp lấy thời cơ bước ra lùi nhanh thành công kéo giãn khoảng cách với độc giác quỷ tướng quỷ tướng trúc cơ đỉnh phong, thanh quỷ đầu đại đao kia quả nhiên bất phàm, Ninh truyết trầm mặt. Hắn liếc nhìn ngân thuẫn pháp khí trên tay trái, chỉ một kích vừa rồi đã khiến nó xuất hiện vết trạng. Độc giác quỷ tướng bỗng nhiên biến mất. Ninh truyết thầm kinh hãi, hắn điên cuồng thúc giục thương thiết hắn giáp, nhưng vẫn không cách nào nắm bắt được tung tích của đối phương. Nhảy về sau, Tôn Linh đồng đột ngột lên tiếng cảnh báo. Ninh truyết không chút do dự, dùng sức bật người nhảy về phía sau. Ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh thoáng hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, quỷ tướng tay cầm chiến phủ, bổ xuống chỗ Ninh Chuyết vừa đứng. Quỷ tướng thứ hai, Ninh Chuyết thầm kêu không ổn. Tiếp tục nhảy, hướng đông nam, tôn Linh Đồng lại hét lớn. Linh Đồng của hắn tỏa sáng rực rỡ. Ninh Chuyết lần nữa né tránh thành công, phát hiện ra một tên quỷ tướng cầm thương đang chực chờ. Ba tên quỷ tướng đều là trúc cơ đỉnh phong, quỷ dị vô thường, liên tục tấn công khiến ninh chuyết phải vất vả chạy trốn không có bất kỳ cơ hội phản kích nào tôn linh đồng nằm trên vai thùy thiều khách giúp toàn lực vận chuyển thiên tư nếu không có tôn linh đồng miễn cưỡng quan sát được hành động của đám quỷ tướng tình cảnh của ninh chuyết sẽ càng thêm tồi tệ tiểu chuyết cách chiến đấu của thích bạch rất giống với ngươi ngươi điều khiển cơ quan tạo vật hắn điều khiển âm hồn quỷ tướng tôn linh đồng vội vàng truyền âm đừng dây dưa với đám quỷ tướng này nữa nếu không thoát được vậy thì liều mạng xông thẳng đến chỗ hắn ta tôn linh đồng vốn là đệ tử bất không môn sát phạt quyết đoán đến nước này hắn cũng không khuyên ninh chuyết rút lui nữa trong tình thế cấp bách hợp lực đối địch mới là thượng sách ninh chuyết vỗ vào túi trữ vật thả ra hàng trăm con rối cơ quan mặc dù đều là loại phổ thông nhưng số lượng cực kỳ đông đảo vượt xa tiêu chuẩn bình thường thích bạch dù là kim đan kỳ cũng phải biến sắc thùy thiệu khách chỉ là trúc cơ kỳ sao có thể đồng thời điều khiển nhiều cơ quan thú như vậy hắn ta không biết rằng tu vi thật sự của ninh triết chỉ là luyện khí trung kỳ có thể điều khiển được những cơ quan tạo vật này ngoài việc dùng đầu trượng điều khiển mấu chốt chính là nhờ vào ngã phật tâm ma ấn mỗi cơ quan tạo vật đều bị gieo xuống tâm ấn gánh nặng đối với ninh triết rất nhỏ lại vô cùng linh hoạt cơ quan tạo vật nối đuôi nhau lao về phía thích bạch thích bạch hai tay kết ấn tạo ra một luồng âm phong cuồng bạo thổi bay một phần ba số cơ quan hắn ta quát lớn một tiếng đánh ra một kiện pháp bảo hình dạng cây dù bảo tán bay lên không trung bung ra phía sau tạo thành một vùng bóng ma rộng lớn cơ quan tạo vật bị bóng ma bao phủ như rơi vào vũng lầy động tác trở nên chậm chạp đến cực điểm lần này lại giải quyết được một nửa số cơ quan tạo vật chỉ còn lại hai thành cơ quan tạo vật tiếp cận được thích bạch. Thích bạch bất đắc dĩ phải lùi về phía sau. Chính động tác lùi lại này đã để lộ sơ hở cho Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng nắm bắt. Tôn Linh Đồng và Ninh Chuyết Đồng thanh hô, âm sâm quỷ vực. Pháp thuật này được thi triển có thể tạo ra một chiến trường đặc thù, khiến cho âm hồn quỷ vật gia tăng chiến lực mạnh mẽ, đồng thời quỷ dị khó lường. Ninh Chuyết cao mày, người thường thi triển pháp thuật này, âm khí dày đặc, trời đất biến sắc thích bạch sử dụng lại thu liễm đến mức gần như không thể phát hiện tôn linh đồng hắn ta có thiên tư thông u tử mục đối với âm hồn quỷ vật tự nhiên có sự thân cận và lĩnh ngộ phi phàm việc thi triển loại pháp thuật này đến mức độ người thường khó có thể đạt được cũng là điều dễ hiểu pháp thuật quỷ diễm trước thế thích bạch vừa lùi về phía sau vừa thi triển pháp thuật quỷ hỏa màu xanh lục âm u thiêu đốt đốt cháy hai thành cơ quan tạo vật cuối cùng cắt đứt liên kết với ninh chuyết khiến chúng tự động sụp đổ quá mạnh thực lực của thích bạch tuyệt đối thuộc hàng nhất nhì trong kim đan kỳ ninh chuyết bọn họ muốn đối phó với tu sĩ kim đan yếu nhất cũng đã vô cùng khó khăn huống chi là đối đầu trực diện với thích bạch ninh chuyết và tôn linh đồng rơi vào khổ chiến pháp thuật âm sâm quỷ vực của thích bạch lại được thi triển âm thầm lặng lẽ không một chút dấu hiệu được gia trì Ba tên quỷ tướng trúc cơ đỉnh phong lại trở nên quỷ dị vô thường, chỉ có thể dựa vào tôn linh đồng cảnh báo. Ninh Chuyết và tôn linh đồng nhận thấy tình hình không ổn, muốn thoát khỏi chiến trường. Nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, thích bạch lại ra tay, tự mình thi triển pháp thuật, chặn đường lui của hai người. Ninh Chuyết vì duy trì cục diện, không ngừng sử dụng cơ quan tạo vật. Số cơ quan hắn tích lũy vất vả suốt mấy chục năm qua đang bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt, đổi lại chỉ là kéo dài hơi tàn trên chiến trường. Dung nham tiên cung, một con hỏa dung ma viên vừa xuất hiện đã phá vỡ phòng tuyến thứ ba của tiên cung. Chiến lực kim đan kỳ, ma viên dẫn đầu xông lên, cơ quan chiến ngẫu nơi nào nó đi qua đều bị phá hủy. Dưới uy lực khủng khiếp của ma viên, cơ quan chiến ngẫu cho dù được chế tạo từ vật liệu gì cũng đều giống như giấy. ầm, uhm, tiên cung trung chuyển, ma viên phá vỡ bức tường, chính thức xông vào một tòa thiên điện. Long ngoan hỏa linh gầm lên giận dữ, nhanh chóng điều khiển cơ quan chiến ngẫu tiến vào thiên điện. Có cơ hội, ninh gia lão tổ cũng nhận được tin tức, được yêu cầu hiệp trợ tác chiến. Ninh gia lão tổ do dự một chút, lựa chọn từ chối. Ông ta tiếp tục ở lại phòng tuyến, ngăn cản làn sóng tấn công của xích diễm yêu thú. Ma viên tàn phá bừa bãi trong thiên điện, khiến bông vị và chu huyền tích đều nhíu mày, cùng chung một suy nghĩ, dung nham tiên cung sao lại yếu đuối đến vậy, ngay sau đó, một cổ cơ quan nhân ngẫu đặc biệt từ trên trời giáng xuống. Nó tỏa ra khí tức kim đan kỳ, thi triển ngũ hành khí luật quyết, quạt lông khẻ vung, ngũ hành sinh khắc luân chuyển, đủ loại pháp thuật đánh lên người ma viên, khiến nó đau đớn không thôi. Mông vị kinh ngạc, tập trung quan sát. Đạo sư, Chu Huyền tích thầm hô, nói ra danh xưng của cổ cơ quan kim đan kỳ này. Theo như thông tin của Vương Thất, Dung Nham Tiên Cung có tam đại cơ quan chiến tướng, lần lượt là ma tướng, đạo sư và Phật y, đạo sư vừa xuất hiện đã lập tức áp chế thế công của Hỏa Dung Ma Viên. Cộng thêm ưu thế địa hình, đạo sư nhanh chóng đánh đuổi Hỏa Dung Ma Viên ra khỏi thiên điện, khiến nó liên tục bại lui. Cơ hội, lợi dụng thời cơ, Ninh gia lão tổ rời khỏi phòng tuyến, quay người chạy về phía thiên điện. Ông ta vừa mới nhận được cho phép của Long Ngoan Hỏa Linh, hiện tại trong thiên điện vẫn còn lửa cháy, xem như ông ta đi dập lửa cũng coi như lập công trên chiến trường, sẽ không bị Long Ngoan Hỏa Linh xem là kẻ đào ngủ. Công lao dập lửa không nhiều, nhưng Ninh gia lão tổ càng quan tâm đến việc nhân cơ hội này đột nhập vào thiên điện để điều tra. Mông vị nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ thở dài, ném ra một viên sự ngoại đào duyên hạch. Hạt đào lóe lên rồi biến mất, từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía đỉnh đầu Ninh gia lão tổ. Một tia sét màu xanh biếc lóe lên, xé toạc tầng mây dày đặc Ninh gia lão tổ cố gắng chống đỡ, nhưng lớp phòng ngự dày đặc của ông ta đều bị tia sét đánh tan. Hạt đào dễ dàng xuyên qua nhiều lớp phòng ngự, đánh trúng giữa trán Ninh gia lão tổ. A, à, Ninh gia lão tổ kêu lên thảm thiết. Trán xuất hiện một lỗ thủng, lôi điện khiến toàn thân ông ta tê liệt. Ông ta vội vàng thi triển pháp thuật, đóng băng cơ thể, tạm thời bảo vệ tính mạng. Sau đó không thèm quay đầu lại, lao ra khỏi tiên cung thùy thiều điếu tử tiên trường tiên của ninh Chuyết như múa đánh tan đám âm hồn đang lao tới nhưng hắn đang bị bao vây xung quanh toàn là quỷ hồn đáng sợ thủ đoạn của thích bạch tầng tầng lớp lớp âm hồn dưới trướng dường như vô tận từ lúc giao chiến đến giờ thích bạch chỉ chủ động lùi lại một lần duy nhất thời gian còn lại hắn ta luôn chiếm thế thượng phong tình thế của ninh Chuyết và tôn linh đồng nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc bất đắc dĩ ninh chuyết đành phải tung ra một lá bài tẩy ầm 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 vô số tiếng nổ vang lên từ nhiều nơi trên chiến trường thích bạch cười lạnh ngươi nổ cái gì ta ở đây ninh chuyết thản nhiên nói ta nổ chính là đại trận của tiên thành thích bạch biến sắc ngay sau đó trận văn khổng lồ hiện ra lan rộng khắp nơi bao phủ toàn bộ chiến trường uy lực của tiên trận vô cùng to lớn không gì cản nổi Tất cả mọi người và vật trên chiến trường đều trở thành mục tiêu công kích, cơ quan tạo vật của Ninh Chuyết chỉ còn lại vài cổ, tổn thất không đáng kể. Còn đại quân âm hồn của Thích Bạch vốn dựa vào số lượng đông đảo, lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí ngay cả bản thân Thích Bạch cũng bị trói buộc trên không trung, bị đại trận nghiền nát. Tôn Linh Đồng và Ninh Chuyết cũng không nhân cơ hội tấn công. Bởi vì bọn họ cũng bị trận văn bao vây, Tuy nhiên nhờ thân phận cư dân trong thành mà chỉ bị hạn chế hành động, không bị công kích. Thích Bạch phẫn nộ, đại quân âm hồn là thành quả tích lũy nhiều năm của hắn ta, giờ phút này tan thành mây khói, tổn thất nặng nề khiến tim hắn ta như chảy máu. Điều khiến hắn ta càng thêm đau lòng là ba tên quỷ tướng, mỗi tên đều được hắn dốc tâm bồi dưỡng, sở hữu chiến lực trúc cơ đỉnh phong, cũng bị tiêu diệt, quy lực của tiên trận vô cùng khủng bố, khi được kích hoạt toàn bộ có thể bảo vệ toàn bộ tiên thành. Nơi đây lại là một trong những điểm nút quan trọng nhất. Vì vậy, ba tên quỷ tướng trúc cơ đỉnh phong không có khả năng chống cự, bị nghiền nát thành ba viên hồn tinh. "Phá cho ta!" Thích Bạch gầm lên giận dữ, khuôn mặt dữ tợn. "Hắn ta phải toàn lực phản kháng, nếu không sẽ bị nghiền nát thành tro bụi." Pháp thuật, Minh Hỏa Liệt Ngục, pháp thuật, Quỷ Ảnh Sâm La, pháp thuật, U Minh Quỷ Khấp, quỷ hỏa từ màu xanh lục chuyển sang màu vàng xanh, thiêu đốt dữ dội ngọn lửa bốc cao ngập trời. Bóng ma như người khổng lồ, hai tay chống trời, cố gắng phá vỡ trận văn đang trói buộc thích bạch. Tiếng quỷ khóc thê lương như muốn xé toạc màn nhĩ, chấn động toàn bộ chiến trường. Thích bạch liên tiếp thi triển ba đạo pháp thuật, đồng thời thúc giục thiên tư thông u tử mục, khiến cho uy lực của ba đạo pháp thuật tăng vọt gấp nhiều lần, trong chốc lát, trận văn rung chuyển dữ dội, nhanh chóng biến mất. Trên người ninh Tuyết, sự trói buộc của trận pháp cũng dần dần biến mất mạnh thật tôn linh đồng hít một hơi thật sâu vẻ mặt đầy kinh hãi đây chính là đại trận của tiên thành thích bạch chỉ dựa vào sức một mình mà có thể khiến nó rung chuyển đây mới là bộ dạng thật sự khi thích bạch ra tay toàn lực trước đó hắn ta chưa bao giờ phải dùng hết sức sự chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn ninh triết không hề nao núng chênh lệch thực lực này nằm trong dự tính của hắn hắn nhìn lên đỉnh núi hỏa thị trong mắt lóe lên tia hy vọng lẩm bẩm tới đi tới đi mau xuống đây trên đỉnh núi mông vị hơi quay đầu ánh mắt nhìn về phía chiến trường của thích bạch mà tại nhiều nơi trong tiên thành vô số cuộc ẩu đã đồng thời xảy ra nguyên nhân gây ra chúng chỉ là những hiểu lầm nhỏ nhặt hoặc là những va chạm không đáng có tọa sơn quang hổ đấu khí vận đang sôi trào trận pháp này sắp đạt đến đỉnh điểm không còn bao lâu nữa sẽ kết thúc mông vị thầm nghĩ hình ảnh thích bạch kiêu ngạo xuất hiện rõ ràng trong đôi mắt ông ta muốn phá hủy đại trận tiên thành cho dù ngươi là truyền nhân vệ hồn tông cũng không thể ngông cuồng như vậy đi đi mông vị lại ném ra một viên hạt đào hạt đào rơi xuống mang theo một tia sét xanh biếc tia sét nổ tung đánh trúng người thích bạch khiến hắn ta choáng váng máu văng tung tóe a à, hắn ta kêu thảm thiết pháp thuật không thể duy trì bị phản vệ Pháp thuật càng mạnh, phản vệ càng lớn, trong nháy mắt thích bạch trọng thương. Chính là lúc này, Ninh Tuyết thầm hết, chiến cơ mà hắn kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Hắn trông thuốc nổ không phải để phá hủy đại trận phòng ngự của tiên thành, mà là để kích động môn vị ra tay, mỗi khi ta muốn xuất hiện, đi xem tình hình của Tôn lão đại, hoặc là đi tìm cách giải cứu, đều sẽ khiến ngã Phật tâm ma ấn phát ra cảnh báo. Chuyện này không bình thường khả năng lớn nhất chính là mông vị đã thi triển thần thông tọa sơn quang mạng lưới thông tin của ninh truyết không thể so sánh với chu huyền tích nhưng đối với một trong những thủ đoạn mạnh nhất của mông vị hắn vẫn có thể nắm rõ sau khi mông vị sử dụng tọa sơn quang trong thời gian thần thông còn hiệu lực ông ta chỉ có thể sử dụng đôi sự ngoại đào duyên hạch đây là công pháp cấp nguyên anh thích bạch có mạnh đến đâu cũng chỉ là kim đan hành động của môn vị đã nằm trong tính toán của Ninh Chuyết. Môn vị, ngươi ngồi trên cao, quan sát mọi thứ. Nhưng khi có kẻ muốn phá hủy đại trận tiên thành, ngươi có ra tay hay không? Nếu có thể đối phó được thích bạch, ta cá là ngươi ít nhất sẽ phải dùng một viên hạt đào. Vì cứu tôn lão đại, Ninh Chuyết biết rõ sự nguy hiểm, cũng muốn tự mình ra tay. Nhưng hắn chưa bao giờ cho phép bản thân chỉ là một quân cờ trong tay người khác. Cho dù là Nguyên Anh, cũng phải vì hắn mà hành động. Chính là lúc này, Ninh Chuyết Điên cùng thúc giục thương thiết hán giáp, không chút do dự lao về phía thích bạch. Thích bạch đầu bê bết máu, hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất đi. Ngay sau đó, thương thiết hán giáp phá không mà đến. Thùy thiều điếu tử tiên, hơn 10 thanh trường tiên như mãn xà cuồng vũ, điên cùng cuộc tới. Thích bạch bị cuộc lên không trung, lão đảo không vững. Trường tiên cuộc vào người hắn ta, kích động từng đợt kim quang gợn sóng, nhưng không cách nào phá vỡ hộ thể chi thuật của hắn ta. Là pháp thuật, thần thông, hay là hộ thể pháp bảo, Ninh Chuyết hai mắt đỏ ngầu, trong lòng không khỏi sốt ruột. Đây là đòn phản công liều chết của hắn. Một khi để thích bạch thở dốc, trận chiến này coi như chấm dứt. Nhưng mà, Thùy Thiều Điếu Tử Tiên vốn có thể dễ dàng đối phó với tu sĩ Trúc Cơ, rơi xuống người thích bạch lại không thể phá vỡ phòng ngự. Tôn Linh Đồng vội vàng truyền âm, tiểu truyết. Thích bạch này không phải thể tu, hắn ta giỏi về điều khiển âm hồn quỷ vật, thiên tư là thông u tử mục, thủ đoạn hộ thể có khả năng lớn nhất là pháp thuật, thần thông khả năng rất nhỏ. Ta nhìn ra kim quang yếu nhất ở miệng vết thương trên đỉnh đầu của hắn, hiện tại đang nhanh chóng khôi phục. Kim quang mạnh nhất nằm ở dưới rốn ba tấc là vị trí đang điền. Dùng thủ đoạn mạnh nhất. Ninh truyết ánh mắt sắc bén, gằn giọng, hiểu rồi. Hắn thúc giục thương thiết hán giáp đến uy năng lớn nhất. Linh thạch điên cuồng tiêu hao, hóa thành linh lực khổng lồ chuyển vào hai đạo phù phong lôi lớn bằng bàn tay. Phù lục tỏa ra sức gió và lôi lực, dung hợp với trận văn bên trong thương thiết hán giáp, hình thành một cổ lực lượng phong phong lôi động, điện quang màu xanh biếc bao quanh thương thiết hán giáp. Trong nháy mắt, tốc độ của thương thiết hán giáp tăng vọt đến cực hạn, lao tới trước mặt thích bạch. Thiết y hàng, phòng ngự trận pháp bên trong thương thiết hán giáp được kích hoạt đến 10 thành, vận chuyển ầm ầm. Kim, thủy chi lực trong trận pháp kết hợp một cách tinh diệu, tản mát ra hàng khí lạnh thấu xương, bao phủ toàn thân thương thiết hán giáp, khiến cho công thủ hợp nhất, phòng ngự tăng vọt đến cực hạn. Thương long bát không, trên lưng, vai, khuỷu tay, cổ tay của thương thiết hán giáp, từng đạo phù lục ẩn dấu lộ ra. Phù lục đồng loạt bốc cháy, tỏa ra bạch quang chói mắt, nâng công kích của Ninh Chuyết lên đến cực hạn, áo bào đen ngụy trang của Thùy Thiều Khách bị xé rách, lộ ra thương thiết hán giáp như một con ngân long phá không mà ra, mang theo bạch quan chói mắt, xé quạt màn đêm, quyền như tên bắn, chân như gió bão. Quyền cước giao thoa, tạo thành một cơn bão công kích, bao phủ lấy thích bạch. Quyền cước cuồng bạo đánh lên kim quang, khiến kim quang bảo hộ vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, lấp lánh trên không trung rồi tan biến kim quan vòng bảo hộ dần dần xuất hiện vết nứt, nhanh chóng tan vỡ, ảm đạm. Năng lượng phòng ngự của kim quan nhanh chóng suy yếu, không thể triệt tiêu hoàn toàn lực đạo của quyền cước, khiến thích bạch cũng bị đánh trúng. Một quyền đánh xuống, đầu thích bạch bị đánh lệch sang một bên, cổ vặn vẹo đến cực hạn. Đầu gối thúc mạnh, đánh vào hông thích bạch, khiến hắn ta cong người như tôm luộc, ánh mắt muốn lồi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Lại một quyền đánh vào cầm thích bạch, hắn ta cắn chặt răng, suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Thích bạch ngửa đầu, bị đánh bay lên không trung, nhưng ngay sau đó, lôi điện màu xanh lóe lên, thân ảnh màu bạc trắng xuất hiện trên đỉnh đầu thích bạch. Ninh Chuyết siết chặt hai tay thành quyền, dơ cao quá đầu, điều khiển thương thiết hắn giáp lao xuống như sao băng nhắm vào thích bạch. Kim quan hộ thể của thích bạch đã suy yếu đến cực điểm. Vết thương trên đỉnh đầu hắn ta vẫn không ngừng chảy máu, đó là nơi bị sự ngoại đào duyên hạch đánh trúng cũng là nơi yếu nhất của kim quan vòng bảo hộ ánh mắt ninh chuyết sắc bén như điện khóa chặt điểm yếu của đối phương một kích toàn lực nắm đấm của ninh chuyết hung hăng đánh xuống như sao băng lao vào mặt trăng uy thế cường đại khiến nắm đấm màu bạc trắng ma sát với không khí hiện lên màu đỏ rực trong khoảnh khắc sinh tử thích bạch rốt cuộc tỉnh táo lại mông vị sự ngoại đào duyên hạch Thích Bạch chấn động trong lòng, cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đã dùng sự ngoại đào duyên hạch, chắc chắn trước đó đã thi triển thần thông tọa Sơn Quang. Vì cái gì? Thích Bạch là đệ tử chân truyền vệ hồn tông, được phái đến hỏa thị Sơn tất nhiên là có sự chuẩn bị. Hắn ta đương nhiên biết đến thần thông tọa Sơn Quang và sự ngoại đào duyên hạch của môn vị. Chỉ là Thích Bạch không hiểu. Tại sao môn vị lại đột nhiên sử dụng thần thông này? hơn nữa còn là ở hỏa thị tiên thành, hắn là thành chủ, lẽ nào không sợ khiến dân chúng náo loạn, tự tàn sát lẫn nhau sao? Chắc chắn có chuyện mà ta không biết đã xảy ra, khiến mông vị phải ra tay. Lúc này, Thích Bạch cảm thấy mình rất hoang uổng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.